Thưa quý vị, mặc dù chỉ còn hơn một tháng nữa là đến thời hạn hoàn thành dự án xây dựng đường dây 500 kV, nhưng gói thầu số 65 do nhà thầu là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á vẫn còn 6 móng đang trong quá trình đúc móng, chậm trên một tháng so với tiến độ đề ra. Hiện đơn vị mới hoàn thành đúc xong 3 móng bản, toàn bộ số móng cọc vẫn đang trong quá trình thi công. Các móng số 304, 304A đến ngày 12 tháng 5 vừa qua mới hoàn thành xong công đoạn ép cọc như thế này. Về tiến độ, yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đúc móng hoàn thành trước ngày 30 tháng 4, dựng cột xong trước ngày 30 tháng 5 và kéo dây xong trước ngày 20 tháng 6, để đóng điện chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm nay. Mặc dù tiến độ chậm và khối lượng công việc còn lại rất lớn, nhưng đại diện công ty Việt Á vẫn khẳng định sẽ hoàn thành đúng tiến độ đóng điện. Cái địa bàn thi công của chúng tôi thì nó rất là khó khăn. Nói chung là ở cái khu vực Sình Lầy nên thi công nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Trong cái công việc thì nó coi như vậy là khi mình vận chuyển. Chúng tôi là hiện tại là bây giờ đã thi công về phần móng. Thì 3 móng bản chúng tôi đã thi công hoàn thành. Đồng thời còn 6 móng trụ của chúng tôi thì đến ngày 15 này là chúng tôi sẽ cơ bản là sẽ hoàn thành. Và bước sang ngày 16 là chúng tôi sẽ tiến hành vào thi công lắp dựng cột. Được biết, dự án đường dây 500 kV trên địa bàn Hưng Yên hiện có 3 gói thầu với 34 móng cột điện. Hiện chỉ còn duy nhất nhà thầu Việt Á vẫn còn 6 móng chưa hoàn thành công đoạn đúc móng.